Cái loa lại bởi vì hơi gió nha mọi người. Đó, tại vì mình đang đứng ở ngoài biển luôn á, nên là sẽ hơi gió, sẽ nói chuyện sẽ mọi người sẽ không nghe. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Ngày hôm nay thì Hana đang đưa khách hàng đi ăn trưa, bởi vì còn lại 1-2 ngày nữa thì khách hàng của Hana sẽ về. Thì cái chuyến về Việt Nam lần này thật ra bội thu rất là nhiều luôn, và mình gặp được rất là nhiều khách hàng, và mình hoàn thành được rất là nhiều những cái hồ sơ PR cho khách hàng. Thì khách hàng bây giờ là sang này để nhận nhà nè, rồi để lăn tay làm VR nè, rồi có khách hàng qua để xem nhà vừa mới đặt cọc ở Việt Nam xong rồi mình qua đây để mình xem nhà đấy. Thì trong cái chuyến qua ship này thì Hana luôn là sẽ đi theo khách hàng những cái ngày đầu tiên, mà khi khách hàng qua bên này thì lúc nào Hana cũng sẽ đi theo để phiên dịch cho khách hàng nè, rồi những cái thủ tục giấy tờ đồ này kia đó, có thể là khách hàng sẽ không biết thì mình sẽ đi theo để hỗ trợ đó, rồi mình sẽ dẫn khách hàng đi siêu thị rồi đi trung tâm thương mại các kiểu để mà giới thiệu một chút xíu về cái thức ăn ở ship nè, rồi cái dịch vụ ở ship đồ này kia như thế nào, thì để mọi người biết hơn về đảo ship. Rồi sau đó thì là khi mà khách nào qua định cư thì mình cũng chỉ hỗ trợ khách hàng khoảng tầm một vài tuần đầu để cho khách hàng biết. Rồi sau đó thì là bắt đầu là khách hàng sẽ tự tìm hiểu, và ví dụ như là có cái vấn đề gì mà cần Hana thì Hana sẽ đến. Đấy, thì ngày hôm nay là mình đưa khách hàng đi ăn trưa thì một cái chỗ rất là đẹp luôn. Biển ở bên ship đẹp lắm mọi người, và cái thời tiết tháng 10 này ở ship rất đẹp luôn. Nhìn nó nắng vậy thôi nhưng mà mọi người thấy nó rất mát luôn. Gió nó rất mát và nó không có bị ôi, nó không có bị hồng, không bị ấy. Nên là cái thời tiết ở bên này nói chung là rất đẹp, và khách hàng nào sang ship á, thì cũng nói, cũng đánh giá là cái thời tiết ở bên này rất ok. Và đây là một cái khí hậu ở bên này á, người ta ví nó là thiên đường của châu Âu á mọi người. Thì cho mọi người coi cái nước biển ở đây đẹp lắm. Nước biển ở đây rất đẹp, rất xanh, rất sạch luôn. Thì sao mà nó có được nhiều người tới đây để người ta đi du lịch đó, và có những cái hoạt động ở dưới nước, những cái hoạt động vui chơi dưới nước, ví dụ như là cano nè, rồi nhảy dù nè, đó có rất là nhiều hoạt động ở dưới nước. Rất đẹp cái đời sống ở bên này theo cái dạng. Ở đây là cái khu mà resort. Thì rất là vui mừng vì là khách hàng tin tưởng Hana, rồi xong rồi là đi qua đây đi du lịch đó, thì Hana cũng đi theo mọi người ăn trưa, ăn sáng, ăn chiều, ăn tối, ăn riết, mà giờ chuẩn bị đi về Việt Nam hút mỡ nữa rồi đó. Nhưng mà được cái là vui mọi người ơi, thì thứ sáu này thì Hana sẽ đưa khách hàng ra sân bay để đi về. Rồi cái tóc nó bay đó. Thì cứ mỗi lần mà đi đâu hay gì thì Hana cũng tranh thủ quay một chút xíu cho mọi người xem. Ví dụ như là anh chị nào mà theo dõi cái YouTube, kênh YouTube của Hana thì mọi người sẽ biết được là Hana nó đi đến đây rồi, mai mốt nữa mình qua ship thì mình cũng đi tới chỗ này cho nó biết đó. Thì có nhiều người đi qua ship thì người ta cũng không có rành được cái chỗ nào để đi ăn, hay là chỗ nào để đi chơi, hay là như thế nào, thì mọi người sẽ theo dõi cái kênh của Hana thì mọi người sẽ biết đó. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Bây giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt mọi người nha.